quay anh em xem cặp ghe giã cào dài tầm 27-28 mét, ghe dài thõng luôn, giỡ cặp ghe giã cào của Quảng Ngãi nha anh em. Để tới đây mình mới hiểu là ở Quảng Ngãi họ làm nghề giã cào quá lớn luôn. Lên ghe đỡ đụng lên lấy. Nguyên cặp ghe giã cào hoành tráng quá. Cạn kế ở đây quá là nhộn nhịp luôn. Giá cao này wow. Giá cao nhìn ớn lạnh quá. Ở tầm này mà anh xài cái dàn cẩu có hai chân ha. Nè nè gần gần mấy trụ gớm dữ rồi. Không có cái trụ kia nó khổ vô. Không vô trụ kia nó khổ vô. Nguyên cặp ghe giã cào quá đẹp quá ừ. Không đủ quản cặp ghe giã cào của Quảng Ngãi vô luôn, ghe quá bự. Ghê quá ừ. Bè tới, rướng ghê tới. Cậy lại. Ghê nó chen quá chen, không đủ quản cho cặp giã cào ứ nự này vô luôn anh em. Nào tranh thủ vô bóc tổn nữa đi. Chiếc 21 mét đang đi ra nè. Rồi cụm. Cụm nhẹ ha. Ừ nó nè mặt ghê lại gần dở sợ quá. Chân lại. Hồn quá, chắc hồn quá. Hồn luôn. Hồn luôn. Dựa luôn, dựa ghê vô mày đi luôn. Ôi cha ơi, ngọc ơi, ngọc đi, có hai cha con mà đi thì hai chiếc da bị cá luôn. Có hai cha con chơi hai chiếc ghê này nè. Wow. Cặp dễ quá dữ. Mấy cái trụ quay dây chơi bằng inox hết. Để á. Ghe cỡ tầm này thì cảo quy vô luôn. Ghê quá to. Hai chiếc ghe, mỗi chiếc chiếc này tầm 27-28 mét, chiếc kia là 25 mét.
đi đúng hai cha con. Ác chiến không? Cặp giả cào Quảng Ngãi nè anh em. Ghê dở sợ ghê. Cặp giả cào nhìn ác chiến thiệt thôi chứ. Alo, xin chào quý anh em. Mình đang có mặt tại cảng cá Đà Nẵng và mình đang đứng trên cặp tàu giả cào của Đại Gia Quảng Ngãi. Cặp giả cào này là lớn nhất ở Quảng Ngãi nha anh em. Cặp giả cào dài 28m, nó hai chiếc, chiếc giả tới và chiếc giả lui, chiếc nào cũng dài 28m hết, tương đương. Đấy. Anh em thấy cặp giả cào dở sợ, dài 28m, rộng tầm hơn 8m. 8m, 8m mấy. Đại Gia Quảng Ngãi, chủ tàu nhìn ảnh bình dân. Đó. Ok, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Nè, con của chủ tàu. Hello, xin chào anh em. Mình đang đứng trên con tàu. Mình sẽ tham quan ở trong cái khu cabin cho anh em xem nha. Đây, mình quay cái khu cabin cho anh em xem nè. Khu cabin hoành tráng ha. Cũng trang bị cửa tủ rồi. Rất là đẹp. Giống như mấy anh em tàu cá rưới rút của Bình Định. Ghe rất là dài cho nên cái cabin nó dài thăm thẩm luôn. Không biết mấy gian, mấy cái gian phản mà nói hết. Một gian, hai gian, ba gian. Đấy, mấy cái trụ nè, mấy cái trụ còn tiện nè, đẹp á. Chơi luôn cái quạt nước luôn. Ghế anh thuyền trưởng ở đây lót gạch bông hết. Đây chơi hai cái miếng cửa kính trợ lực, vừa dỡ lên thăm máy được mà vừa quan sát xuống thấy ở bên dưới luôn. Đây anh sử dụng động cơ đông phen của Trung Quốc 1200 mã lực, chạy hộp số 7.4, 7.43. Đó, bản khởi động máy, tắt máy bằng điện tử luôn, nhấn nút là nổ mà nhấn nút là tắt. Đây em xem nguyên cái cặp giả. Đây, chiếc giả lui nè anh em. Nhìn thấy ghê ác chiến quá. Đây là chiếc giả tới ha. Chiếc giả tới nó rộng tầm 8m. Còn chiếc giả lui nữa, nó rộng tầm 7m rưỡi. Dỡ sợ. Hai chiếc nó hầu như là ngang kích cỡ nhau luôn nha anh em. Ngang kích cỡ nhau luôn. Chiếc này 27-28 mà chiếc này cũng tầm 27. Ghê dày thẳm dày thâm à. Đó, mấy tầng lầu cabin. Đó, bên này tầng lầu cabin cũng trang bị giống như tầng lầu cabin ở phía bên kia ha. Chiếc giả lui. Tầng lầu cabin của chiếc giả lui đó anh em thấy. Cabin hoành tráng kỹ lưỡng ha. Đây, ở đây anh cũng chơi hai cái ô cửa để thăm máy. Bên này cũng sử dụng động cơ đông phen hết. Chiếc bên này là sử dụng 1000 mã lực. Đây, bản tắp lô của máy đông phen và sử dụng lái cơ ha, chứ không phải lái trợ lực. Ô cửa nhìn ra bên ngoài thoáng á. Nhìn tới ở trước mũi thấy nó thăm thẳm xe tít ở đằng kia. Dỡ sợ cho một cặp dễ anh em. Bình thì mình rất ít khi là quay lướt. Mình lên thẳng ở trên ghe và quay từng chi tiết của những chiếc ghe cho anh em xem. Chứ ở đây là ghe tàu anh em ra vô là hàng loạt. Đó, cho nên là mình lên thẳng ở trên ghe và quay cho anh em xem những thước phim mà nói chung là nó chân thật nhất. Đó, dụ ghe cỡ tầm nào, mình đón cỡ tầm nào là mình lên hẳn trên chiếc ghe để kiểm nghiệm luôn cho anh em xem. Đây, mình đang đứng ở trước mũi mà nhìn ra phía ở đằng sau của con tàu dẻ dài 27m nè. Đó, hai chiếc 27-28m tương đương luôn, không có chiếc nào mà ngắn hơn chiếc nào.
Lúc nãy là mình nghĩ chiếc giẻ lui thì nó sẽ thường thường là nó sẽ nhỏ hơn tí xíu. Nhưng mà ở đây anh đóng một cặp ghe tương đương. Tương đương kích thước luôn. Hai chiếc tầm 27 28 mét hết. Đấy. Mình lên hẳn ở trên tàu và xin phép mấy anh em chủ tàu đã tham quan. Quay chi tiết đúng chất luôn cho anh em xem. Đá nè, đá cũ nè. Đá cũ tiêu chưa hết nè. Giờ vô đã lấy tổn đá mới. Đã đi biển anh em. Quá đẹp. Đây mình vô mình khám phá cái khoang máy của con tàu 27 28 mét cho anh em xem. Cabin 2 tầng, cabin ở trên hoành tráng, mình xuống dưới phần khoang máy. Ồ, phần khoang máy chơi tối thui trời. Đây, cái máy động cơ đông phen 1200 mã lực. Cho con tàu cá dài tầm 27 28 mét. Dở sợ quá, sao kia ông bô nó dữ dằn kìa ông bô vậy trời. Này anh tắt máy điện. Anh em mình đi xuống hầm máy đã tham quan một cái máy động cơ đông phen 1200 mã lực. Wow trời ơi cái máy nó cao ác chiến anh em. Nghe từ đông phen là anh em biết ha, máy của Trung Quốc. 6 con heo dầu của máy đông phen. Bản tắp lô bằng điện tử. Anh đang sửa máy nên anh tắt cái máy điện. Mà ở trong này anh không có làm cái hệ thống điện sáng bằng bình cho nên là tối thui. Thôi bữa giờ chưa có tham quan cái máy đông phen nào, anh em chịu khó cùng mình tham quan một cái máy đông phen đầu tiên nha. Cổ máy quá to. Cái hộp số này, hộp số đây không biết mười mấy tua đây không biết. Nhìn cái hộp số nó ác chiến anh em. Hộp số này 7 tua mấy thôi, 7 tua 43. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em ở một cái video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng để quay thật là tốt và thật hấp dẫn cho anh em mình xem. Và anh em xem video anh em nhớ chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha anh em ơi.